Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Hãng thông tấn AFP đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố sẽ đáp trả các hoạt động khiêu khích ngày càng gia tăng của máy bay không người lái UAV Mỹ trên Biển Đen, đồng thời cảnh báo các hoạt động này có thể dẫn tới cuộc đối đầu trực diện Nga-NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belushov đã chỉ thị cho Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga phản ứng nhanh trước những hành động khiêu khích của UAV Mỹ. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, những hoạt động như vậy làm tăng khả năng xảy ra sự cố trên vùng không phận có máy bay của lực lượng không quân vũ trụ Nga, đồng thời làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga với Liên minh NATO. Cơ quan này cáo buộc Mỹ đã sử dụng các hoạt động của UAV để hỗ trợ chỉ điểm Ukraine tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga hoặc do Nga kiểm soát. Điều này cho thấy sự can dự ngày càng gia tăng của Mỹ và các nước NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine. Trước đó, một đoạn video thời điểm vụ tấn công diễn ra đã được một máy quay an ninh ghi lại. Tên lửa Atak MS của Ukraine mang theo đạn chùm phát nổ trên không, bắn hàng trăm mảnh đạn xuống bãi biển Sevastopol. Từ đoạn video trên, những người dân có mặt trên bãi biển bắt đầu tháo chạy khi quả tên lửa gần lao đến nhưng đã quá muộn. Phạm vi đạn con của Atak MS phát nổ bao phủ một diện tích rộng dọc theo bãi biển, dẫn đến thương vong lớn về dân thường trong vụ việc. Thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng cáo buộc Washington phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công trên. UAV Mỹ được cho là đã tham gia điều phối tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp cho Ukraine để bắn vào Sevastopol. Trước khi tên lửa ATACMS tấn công các mục tiêu, nó đã tắt hệ thống định vị trong thời gian ngắn, gây khó khăn cho việc phát hiện và theo dõi. Theo tạp chí Newsweek của Mỹ, cảnh báo được Nga đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin lần đầu tiên điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov Trong cuộc điện đàm, Ông Belousov cũng đã cảnh báo người đồng cấp về những mối nguy hiểm của việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Vài ngày trước khi Bộ trưởng Belousov đưa ra chỉ thị, kênh Telegram quân sự Fighter Bomber được cho là có liên kết với lực lượng không quân Nga cho biết quân đội Nga có thể đã bắn hạ một UAV trinh sát của Mỹ trên Biển Đen. Chiếc máy bay bị bắn rơi có khả năng là RQ-4 Global Hawk. Bình luận về chỉ thị mới của Bộ trưởng Belousov, ông Alexander Kos, chuyên gia phân tích quân sự của tờ Konsomonskaya Pravda cho rằng Nga có lẽ sẽ không bắn hạ máy bay không người lái của NATO vì đó sẽ được xem là hành động gây hấn, có thể dẫn tới những hậu quả lớn. Theo vị chuyên gia, thay vì dùng vũ khí, Nga nhiều khả năng sẽ áp dụng các biện pháp không vũ trang như điều chiến đấu cơ xuất kích ngăn chặn. Mỹ và Liên Xô đã ký hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm xa INF năm 1987, cấm hai bên phát triển mọi loại tên lửa hành trình và đạn đạo phóng từ mặt đất có tầm bắn 500 đến 5.500 km. Chính quyền Tổng thống Donald Trump hồi năm 2019 quy định rút khỏi hiệp ước sau khi cáo buộc Nga phát triển tên lửa 9M729 có tầm bay gần 5.000 km. Moscow phủ nhận cáo buộc và khẳng định tên lửa này có tầm bắn 480 km, đồng thời chỉ trích Washington không tuân thủ INF khi đặt các tổ hợp Aegis Ashore có thể phóng tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn 2.500 km tại châu Âu. Nga khi đó tuyên bố rằng Họ sẽ không sản xuất và triển khai tên lửa bị cấm theo INF miễn là Mỹ không đưa tên lửa đến các khu vực trên thế giới. Tuy nhiên trong cuộc họp với các quan chức an ninh hàng đầu Nga mới đây, tổng thống Vladimir Putin cho rằng điều này phải thay đổi. Ông nói, ai cũng biết rằng Mỹ không chỉ chế tạo tên lửa tầm ngắn và tầm trung mà đã triển khai chúng đến châu Âu, cụ thể là Đan Mạch để diễn tập. Họ gần đây cũng tuyên bố các loại tên lửa này đã hiện diện ở Philippines, không rõ chúng được rút về nước hay chưa ông chủ điện kremlin nhấn mạnh đây là mối lo ngại với nga và đòi hỏi nước này áp dụng biện pháp đối phó tổng thống putin cho hay chúng ta phải đánh giá bước đi tiếp theo trong lĩnh vực này có vẻ nga sẽ phải bắt đầu sản xuất những hệ thống tên lửa tương tự và đưa ra quyết định về địa điểm triển khai chúng dựa trên tình hình thực tế và yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia đây không phải là lần đầu tiên nga phản ứng đáp trả việc mỹ triển khai hệ thống tên lửa bị cấm trước đó trả lời hãng thông tấn ria ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết moscow sẽ thực hiện các biện pháp nghiêm túc để đáp trả việc mỹ triển khai các hệ thống tên lửa mặt đất vốn bị cấm theo quy định của hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung inf theo ông lavrov việc mỹ tạo thêm rủi ro tên lửa sẽ buộc nga phải thực hiện các biện pháp đối phó nghiêm túc đồng thời ngoại trưởng nga tuyên bố nếu washington không thực hiện các động thái đặc biệt trong việc tạo áp lực và vũ lực lên moscow nga sẽ không phải là nước đầu tiên triển khai các loại vũ khí vốn bị cấm theo INF. INF được Mỹ và Liên Xô cũ ký kết vào ngày 8 tháng 12 năm 1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 1988. Theo đó, hai bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn từ 500 đến 5.500 km. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc quân đội nước này tập kích phá phản lực M270 MLRS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine ở khu vực Nikolaev. Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ tập kích diễn ra ở làng Shevchenkovo, vùng Nikolaev. Thống kê ban đầu cho biết, ngoài hệ thống M270 MLRS, một phương tiện vận tải đạn dược trong kho chứa cũng bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng không quân tác chiến, chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của nước này đã phá hủy 6 bệ phóng của hệ thống tên lửa phóng loạt M142 HIMARS. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong báo cáo chiến trường rằng các đơn vị thuộc cánh quân Donetsk đã phá hủy tổ hợp pháo phản lực M142 HIMARS và M270 MLRS do Mỹ chế tạo, cùng một pháo tự hành 2S1 Gvozdika. Lực lượng này cũng đánh bại nhân lực và thiết bị của Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 23 Ukraine tại tỉnh Donetsk Pro. Loại vũ khí và địa điểm tập kích các khẩu đội HIMARS M270MLRS không được quân đội Nga tiết lộ. Nhưng cái quân Dnip đang phụ trách mặt trận Kherson và một phần tỉnh Zaporizhia. Truyền thông Nga công bố video từ cảm biến ảnh nhiệt trên máy bay không người lái UAV cho thấy vụ nổ và đám cháy lớn sau đòn tập kích nhằm vào mục tiêu nghi là tổ hợp M270 đang chuẩn bị khai hỏa tên lửa đạn đạo Atak MS ở khu vực làng Shevchenkovo gần thành phố Zaporizhia do Ukraine kiểm soát. Tài khoản The Wrong Side chuyên đăng tư liệu về các đoàn tập kích của Nga tại Ukraine cho hay, hệ thống M270 MLRS mang quả đạn Atak MS bị phát hiện khi triển khai đến trận địa và lập tức hứng chịu đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Toàn bộ bệ phóng và kíp vận hành đã bị hủy diệt trước khi kịp phóng đạn. Pháo phản lực phóng loạt M270 là hệ thống vũ khí mạnh mẽ được quân đội Mỹ sử dụng rộng rãi trên khắp các chiến trường. Hệ thống này được thiết kế tự hành, bao gồm bệ phóng tên lửa, khung thân và hệ thống điều khiển hỏa lực. Với 12 ống phóng tên lửa, M270 có thể triển khai và phóng nhiều loại tên lửa chiến thuật, mang lại khả năng tấn công đáng gờm. M270 có tầm bắn lên tới 300 km và được trang bị hệ thống dẫn đường GPS để cải thiện độ chính xác. Mặc dù có ít ống phóng hơn so với các loại pháo phản lực phóng loạt khác, nhưng khả năng cơ động, tầm bắn và độ chính xác khiến M270 trở thành một phương tiện hiệu quả và đáng tin cậy trong chiến tranh hiện đại. Sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine, UAV mới chỉ được sử dụng ở mức độ hạn chế trên thế giới. Nhưng hiện nay, cả Nga và Ukraine cùng tham gia vào một cuộc chạy đua UAV, đầu tư lượng lớn tiền bạc, thời gian và kiến thức chuyên môn và phát triển các hệ thống UAV của riêng mình, cũng như cách thức để đối phó với hệ thống của đối phương. Theo James Patton Roger, một chuyên gia UAV và giám đốc của Viện Chính sách Kỹ thuật Cornell Brooks, Mike Monick, tổng giám đốc điều hành của hệ thống tình báo UAV Ronshack, nói với Business Insider UAV từng được gắn lượng lớn thuốc nổ để lao vào xe thiết giáp trị giá nhiều triệu đô la Mỹ của đối phương. Nhưng ngày nay, UAV có thêm xu hướng mới là tấn công chính các UAV của đối phương trên bầu trời do sự nguy hiểm của những UAV này. Business Insider đã khảo sát hơn 40 video về các cuộc đụng độ giữa UAV trên bầu trời Ukraine do drone xét siêu tầm để tổng kết ra một số chiến thuật nổi bật đã phát triển nhanh trong thời gian ngắn vừa qua. Đầu tiên là lao thẳng từ trên xuống dưới. UAV DJI Mavic rẻ tiền, có tầm nhìn hạn chế về phía trên Do vậy, những UAV khác lơ lửng trên đầu nó sẽ là mối đe dọa rõ rệt đối với UAV này. Một đoạn clip do phía Nga công bố vào đầu tháng 4 cho thấy, UAV Nga lao thẳng từ trên cao xuống một chiếc DJI Mavic 3 của Ukraine, khiến cho UAV này rơi xuống mặt đất. Tiếp theo là dùng UAV rẻ tiền đâm va vào, vào UAV đắt tiền. Ở đây, UAV góc nhìn thứ nhất FPV có gắn hoặc không gắn thuốc nổ sẽ được sử dụng để đâm vào một UAV đối phương đắt tiền hơn. Nếu cuộc tấn công thành công, lợi thế chi phí sẽ thuộc về bên tấn công. Một đoạn video được chia sẻ vào ngày 1 tháng 6 cho thấy UAV FPV của Ukraine truy kích một UAV Orlan 10 của Nga. Kết quả, Orlan 10, một loại UAV trinh sát, sau đó nằm trên mặt đất, có vẻ đã bị phá hủy hoàn toàn. UAV Orlan có giá từ 87.000 đến 120.000 đô la Mỹ mỗi chiếc. Đây là loại UAV quan trọng giúp lực lượng Nga nâng cao đáng kể hiệu suất chiến đấu. Theo Viện Liên quân chủng Hoàng gia, trụ sở ở Anh, trong khi đó, loại UAV FPV phổ biến chỉ có giá khoảng vài nghìn đô la Mỹ. Tiếp theo là thả bom lên UAV đối phương giữa không trung. Đây là một chiến thuật tấn công khác nữa trên không. Lần này, UAV bên tấn công sẽ thả chất nổ trực tiếp lên trên một UAV khác của đối phương đang bay phía dưới. Một số UAV Mavic 3 của Ukraine đã bị UAV Nga hạ theo cách này. Năm ngoái, năm 2023, binh sĩ Ukraine nói với Business Insider rằng họ bắt đầu chỉnh sửa UAV COTS để mang đạn dược rồi thả từ trên cao xuống UAV đối phương cũng đang bay tiếp theo là UAV bắn lưới, tóm UAV đối phương. Vào tháng 2 năm 2023, Trung tâm An ninh Thông tin và Liên lạc Chiến lược của Ukraine cho biết họ đã nhận được 6 chiếc drone Hunter F-700 do Mỹ sản xuất. Đây là những chiếc UAV sử dụng trí tuệ nhân tạo AI và có khả năng phóng ra lưới chùm lên mục tiêu ở trên không. Clip của trung tâm này cho thấy kỹ thuật được sử dụng để bắt UAV Orlan và Sahed, loại đạn tuần kích lớn nhất mà Nga sử dụng để đánh vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Chiến thuật tiếp theo là tấn công trực diện vào chắc thủ điều khiển UAV. Chuyên gia Patton Roger nói với Business Insider rằng có nhiều cách để chống lại UAV đối phương, trong đó có cách đánh thẳng vào chắc thủ, nơi UAV xuất phát. Chuyên gia này cho biết, đầu tiên có thể triển khai UAV để truy tìm anten nhô ra ngoài cửa sổ. Đây là dấu hiệu chắc thủ đối phương đang ẩn mình trong đó để điều khiển UAV. Ông nói tiếp, một khi đã nhận diện được mục tiêu, một hoặc nhiều UAV khác sẽ được gửi tới đây để hạ gục đối thủ là con người. Ngày 27 tháng 6, lực lượng vũ trang Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tên lửa và bom vào mục tiêu quân sự ở thành phố Kha Quốc. Coi báo động không kích vang lên khắp khu vực, những tiếng nổ mạnh xuất hiện ở quận Kievsky. Ông Alexander Flikov, người đứng đầu văn phòng công tố Kha cho biết, Nga đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố Kha bằng bom FAB-500. Hai quả bom trên không đã được thả từ cường kích ném bom Su-34. Khu vực phóng là từ vùng Belgorod của Liên bang Nga. Khoảng cách từ điểm phóng đến mục tiêu là 65 km. Quan chức này nhấn mạnh FAB-500 được trang bị mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh. Đặc biệt, loại bom này có sức mạnh gấp đôi KAB, bom dẫn đường hàng không và FAB-250 mà trước đây quân đội Nga sử dụng khi pháo kích vào Kharkov. Gần đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một sở chỉ huy của Ukraine đã bị săn bằng trong một cuộc tấn công chính xác bằng bốn quả bom lượn của Nga. Đoạn clip dường như được ghi lại từ máy bay không người lái cho thấy một cụm tòa nhà thấp tầng do quân đội Ukraine sử dụng dung chuyển bởi bốn vụ nổ liên tiếp chỉ trong vài giây. Khu vực sau đó bị bao phủ trong những đám khói bụi dày đặc. Những quả bom dường như rơi ngay cạnh nhau, đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao. Cuộc tấn công được cho là xảy ra ở Kherson, Hình ảnh cuối đoạn video cho thấy các công trình kiến trúc dường như đã bị san bằng và biến thành đống đổ nát. Theo truyền thông Nga, 4 quả bom FAB-500 đã được sử dụng trong cuộc tấn công. Hiện chưa rõ thương vong của phía Ukraine trong cuộc tấn công, Kiev cũng chưa lên tiếng bình luận về sự việc này. Gần đây, lực lượng Nga đã trang bị mô đun dẫn đường cho bom rơi tự do, biến chúng thành bom lượn có độ chính xác cao. Nặng nửa tấn và chứa khoảng 200 kg thuốc nổ, Bom dòng FAB-500 được thiết kế để phá hủy hệ thống phòng thủ hoặc công sự của đối phương cũng như các cơ sở công nghiệp quân sự. Một video khác xuất hiện trên mạng xã hội một ngày trước đó cho thấy quân đội Nga thả một quả bom hạng nặng FAB-3000 xuống nơi trú ẩn của lính Ukraine tại làng Lipsy ở phía đông Bắc Kharkov. Lực lượng Nga đã giành được những bước tiến ổn định ở Donbass trong nhiều tháng qua. Đầu tháng 5, quân đội Nga cũng phát động một cuộc tấn công vào vùng Kharkov chiếm được khoảng chục khu định cư trong vòng vài tuần. Tổng thống Vladimir Putin cho biết cuộc tấn công này là phản ứng của Moscow trước việc Ukraine pháo kích thường xuyên vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga ở khu vực biên giới, buộc Nga phải tìm cách tạo ra một vùng đệm. Đài RT của Nga dẫn tuyên bố của ông Zelensky trong một cuộc họp báo chung với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel rằng Ukraine không muốn kéo dài xung đột. Chúng tôi không muốn giao tranh kéo dài trong nhiều năm. Chúng tôi có nhiều người bị thương và tử trận trên chiến trường. Chúng tôi phải đưa ra một kế hoạch giải quyết trong vòng vài tháng nữa. Đây là lần hiếm hoi ông Zelensky đưa ra nhận xét về mức độ thiệt hại và thương vong mà Ukraine phải gánh chịu trong cuộc xung đột kéo dài. Chưa dừng lại ở đó, mới đây, sau khi gặp Tổng thống Slovenia, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc họp báo ở Kiev rằng chúng tôi cũng sẽ vạch ra tất cả những điểm khác của công thức hòa bình và chuẩn bị một kế hoạch toàn diện để đưa ra thảo luận trước các đối tác của chúng tôi. Ông Zelensky nói thêm, điều rất quan trọng đối với chúng tôi là đưa ra một kế hoạch chấm dứt xung đột được phần lớn thế giới ủng hộ. Đây là con đường ngoại giao mà chúng tôi đang thực hiện. Trong diễn biến có liên quan, giới chức quân sự phương Tây và NATO cho rằng quân đội Nga đã đạt được mục tiêu tạo ra vùng đệm ở Kharkov để hạn chế hỏa lực Ukraine bắn vào lãnh thổ Nga. Họ tính toán rằng trong tháng 5 vừa qua, Nga đã sử dụng nhiều đợt bộ binh để đánh vào chiến tuyến quân Ukraine. Tuy nhiên họ cũng nhận định Nga chưa giành được thêm đáng kể lãnh thổ của Ukraine, đồng thời hứng chịu những tổn thất khá cao về nhân lực. Nga cũng từng có tổn thất không nhỏ để kiểm soát được các thành trì chiến lược Adipka và Bakhmut, nhưng cuộc tiến công của Nga nhằm vào những nơi này trải dài qua vài tháng nên mật độ thương vong theo thời gian sẽ thấp hơn. Còn cuộc tấn công của Nga vào tỉnh Kharkov diễn ra tập trung trong tháng 5 trước hỏa lực UAV, súng máy và trọng pháo của Ukraine. Tổn thất bên phía Nga được lý giải là do Nga là bên chủ động tấn công nên sẽ phải phơi mình trước hỏa lực nhiều hơn. Trong khi Ukraine thì đã có thời gian nhất định để củng cố công sự và giải mìn. Hơn nữa, Ukraine sở hữu khá nhiều UAV giúp họ phát hiện được quân đối phương trên địa hình để bố trí đánh chặn. Ukraine cũng sử dụng UAV làm hỏa lực đánh thẳng vào đội hình Nga chưa kể, Ukraine còn được cho là sử dụng bom chùm để dội xuống lực lượng tiến công của Nga trên địa hình chống trải. Nga vẫn giữ lợi thế về vũ khí, nhưng lợi thế đó trước Ukraine đang giảm dần do gói viện trợ vũ khí của Mỹ đang dần tới tay binh sĩ Ukraine trên chiến trường. Ngoài ra hiện nay, Ukraine lại được phương Tây cho phép sử dụng vũ khí tầm xa để đánh sâu hơn vào lãnh thổ Nga vừa qua trả lời các phóng viên khi được hỏi liệu các đề xuất hòa bình cho ukraine có còn hay không trong bối cảnh vụ tấn công khủng bố ở sevastopol vừa xảy ra vào cuối tuần trước người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho biết các đề xuất hòa bình cho ukraine do tổng thống nga vladimir putin đưa ra vẫn có hiệu lực và khung thời gian đã được công bố ông nói đúng chính tổng thống đã trả lời câu hỏi này nếu bạn còn nhớ trong khi đó phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev tại Diễn đàn Pháp lý Quốc tế Saint Petersburg hôm 27 tháng 6 đã cảnh báo về đề xuất hòa bình của Tổng thống Vladimir Putin dành cho Ukraine có tính nhạy cảm về thời gian và các điều kiện đàm phán có thể tồi tệ hơn đối với Ukraine trong thời gian tới. Ông nói, một đề xuất quan trọng nhất đã được nguyên thủ quốc gia của chúng tôi đưa ra. Tôi đã bình luận về đề xuất này, nhưng tôi có nhắc lại một lần nữa bởi vì nó có tầm quan trọng rất lớn, như đã nói. Đề xuất này tất nhiên có tính nhạy cảm về mặt thời gian ông nói thêm vì vậy nếu hoàn cảnh thay đổi thỏa thuận có thể được ký kết với các điều kiện khác nhau trong những điều kiện như vậy các cuộc đàm phán vẫn có thể tiếp tục nhưng nếu chúng không diễn ra và điều này cũng đã được nêu rõ ràng thì các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra với điều kiện tồi tệ hơn mặc dù sớm hay muộn các cuộc đàm phán này sẽ được tổ chức ông medvedev cho biết đề xuất đàm phán hòa bình của tổng thống putin được đưa ra dựa trên hai quan điểm cựu tổng thống nga nhấn mạnh có những thay đổi trên thực tế và có những thay đổi trong hiến pháp Liên bang Nga. Điều này phải được tính đến. Và tất nhiên, những gì Tổng thống đã nói, đó là Ukraine nên tuyên bố trung lập và không gia nhập liên minh quân sự không thân thiện. Trước đó, tại cuộc họp với các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga hồi giữa tháng 6, Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine ám chỉ đến việc công nhận tình trạng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, các khu vực Kherson và Zaporizhia là lãnh thổ của Nga quy định tình trạng không liên minh và phi hạt nhân của Ukraine, phi quân sự và phi phát xít hóa nước này, cũng như dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Moscow. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây cũng cho biết, chúng tôi không tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán bí mật nào với bất kỳ ai. Phương Tây đã từ chối đàm phán dựa trên một nền tảng công bằng, đó là chưa kể tới việc ông Zelensky cấm giới lãnh đạo Ukraine đàm phán với Nga ngoại trưởng nga cũng đề cập đến việc tổng thống vladimir putin đã đưa ra các đề xuất là kết quả của những phân tích đúng mực và mang tính xây dựng về tình hình thực tế liên minh châu âu eu đã chính thức đề cử thủ tướng estonia kaja Kalas, thay thế cựu ngoại trưởng tây ban nha josep borrell làm đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của khối quy định được các nhà lãnh đạo đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của khối ở bruxelles bỉ bà kallas được biết đến với lập trường cứng rắn với nga và là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Moscow. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Bà Kalas cho biết chức vụ mới sẽ là một trách nhiệm lớn lao vào thời điểm căng thẳng địa chính trị hiện nay. Bà viết: "Chiến tranh ở châu Âu, sự bất ổn gia tăng trong khu vực lân cận của chúng ta và trên toàn cầu là những thách thức chính đối với chính sách đối ngoại của châu Âu. Bà Kalas cam kết sẽ làm việc để đạt được sự thống nhất của EU và bảo vệ lợi ích và giá trị của EU." trong bối cảnh địa chính trị đang thay đổi. Nữ thủ tướng Estonia đã nhiều lần kêu gọi các lệnh trừng phạt mạnh hơn với Moscow và ủng hộ ý tưởng sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để viện trợ cho Kiev. Vào tháng 5, Quốc hội Estonia đã thông qua một đạo luật cho phép sử dụng tài sản bị tịch thu của Nga để tái thiết Ukraine. Bà Kalas thúc giục EU tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine và tăng cường năng lực phòng thủ của khối. Bà cho biết trong một tuyên bố hồi tháng 3 rằng mục tiêu của chúng ta phải là sản xuất nhiều đạn dược hơn Nga. Nga đã đưa bà Kalas vào danh sách đen hồi đầu năm nay và ban hành lệnh bắt giữ bà với lý do các chính sách thù địch đối với Nga. Cũng trong một phần của thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Bruxelles, cựu thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa đã được chọn làm chủ tịch hội đồng châu Âu. Ông Costa khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy khối đoàn kết của 27 quốc gia thành viên EU. Trên cương vị mới, cựu thủ tướng Bồ Đào Nha, nhân vật theo đường lối trung tả, sẽ phải hàn gắn những rạn nứt giữa các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ ở một châu Âu đang chia rẽ với sự trỗi dậy của phe cực hữu. Ông Costa bày tỏ mong muốn sẽ phối hợp chặt chẽ với bà Von der Leyen và bà Calas trên tinh thần hợp tác chân thành giữa các thiết chế châu Âu. Ngoài ra, chủ tịch đương nhiệm Hội đồng châu Âu Charles Michel thông báo các nhà lãnh đạo liên minh châu Âu EU cũng đã ký thỏa thuận đề cử bà Ursula Von der Leyen vào vị trí chủ tịch Ủy ban châu Âu nhiệm kỳ thứ hai. Cả bà von der Leyen và bà Kalas đều sẽ phải nhận được sự phê chuẩn của Nghị viện châu Âu tại một cuộc bỏ phiếu kín, trong khi đề cử của ông Costa chỉ cần sự thông qua của các nhà lãnh đạo EU. Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha sẽ đảm nhiệm cương vị mới từ ngày 1 tháng 12 năm 2024.